ly kỳ phiên tòa tranh chấp tờ độc đắc 2 tỷ. Bị đơn không chứng minh được việc được tặng vé số, nguyên đơn thì không lý giải được việc biết chúng độc đắc mà vẫn nhận 8 triệu đồng. Ngày 23 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau đã mở phiên xử phúc thẩm vụ kiện tranh chấp tờ vé số độc đắc giữa ông mua ve chai và chị công nhân. Cuối buổi chiều phiên tòa vẫn chưa xong phần hỏi, hội đồng xét xử tuyên bố phiên tòa sẽ được tiếp tục vào chiều nay. Nguyên đơn không trả lời được. Theo nội dung bản án sơ thẩm được công bố, thì nguyên đơn Lê Văn Dữ cho rằng, vào ngày 12 tháng 8 năm 2017, ông đến nhà vợ chồng anh Ngô Văn Hậu, Hứa Thị Phỉ ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau nhậu. Tại đây, ông đã mua chịu một tờ vé số của ông Phan Văn Tến và cất vào túi quần. Hôm sau, ông Dữ tiếp tục nhậu tại nhà anh Hậu. Ông Tến bán vé số lại đến và dò dùm ông tờ vé số hôm trước mua thì phát hiện chúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng. Nhưng do quá say rượu nên dù hay tin trúng số nhưng ông vẫn ngủ tiếp. Từ đó vợ chồng ông chủ nhà đã lấy tờ vé số đi lãnh thưởng nhưng lại nói là ông chỉ trúng giải an ủi và đưa ông 8 triệu đồng. Tòa án Nhân dân thành phố Cà Mau xử sơ thẩm tuyên ông là người chủ sở hữu tờ độc đắc. Phía vợ chồng bà Phỉ kháng cáo. Hội đồng xét xử phúc thẩm tập trung hỏi ông Dữ về tình tiết ngay lúc ông nghe Tến hô lên là chúng độc đắc. Ông Dữ trình bày rằng lúc đó có nghe nhưng vì say quá nên chỉ nói chúng vậy được rồi, xong ngủ tiếp. Hội đồng xét xử hỏi tiếp, ông hay biết mình chúng độc đắc, tại sao không tự đi lãnh thưởng mà để người khác đi? Tại sao khi bà Phỉ lãnh thưởng về đưa ông 8 triệu đồng, ông vẫn nhận mà không thắc mắc gì? Nghe xong, ông Dữ không trả lời được. Nhân chứng là ông bán vé số Phan Văn Tến khai nhất quán từ đầu rằng khi ông la lên, ông Dữ chúng độc đắc rồi, thì bà Phỉ chủ nhà ra đòi xem và sau đó giật tờ vé số trên tay ông. Hội đồng xét xử hỏi, lúc đó có nhiều người đàn ông đang ngồi nhậu, nhưng sao họ không giật được mà bà Phỉ giật được? Ông Dữ trả lời, do sợ tờ vé số bị rách nên ông buông tay cho bà Phỉ lấy đi ra sau nhà. Khi bà Phỉ giật tờ vé số trên tay, sao ông không công báo công an mà sau đó còn đi cùng bà Phỉ, ông Hậu, ông Tú qua đại đi lãnh thưởng? Hội đồng xét xử truy tiếp, ông Tến giải thích không báo công an vì tờ vé số là của ông Dữ chứ không phải của mình. Việc đi lãnh thưởng cùng là vì nghĩ rằng đi lãnh dùm ông Dữ, khi đem về sẽ được ông Dữ cho tiền. Bị đơn không có bằng chứng. Bị đơn là bà Phỉ cũng xác định người mua tờ vé số là ông Dữ, nhưng sau khi mua, ông Dữ đã tặng lại cho chồng là bà Hậu. Chồng bà đã lên bỏ tờ vé số này vào cái cống để trên bàn máy may từ khi được tặng là ngày 12 tháng 8 năm 2017 đến khi đem ra dò chúng đặc biệt vào ngày hôm sau. Bà Phỉ trình bày, tối ngày 12 tháng 8 năm 2017, tôi đi làm về nghe anh Hậu kể được anh Dữ mua tờ vé số bỏ trong cái cống để trên bàn máy may. Theo lẽ, bình thường anh Hậu mua vé số rồi đưa cho tôi đem đến chỗ làm dò luôn. Nhưng hôm đó tôi ra ca muộn nên không đi. Khi ông Tến đến, anh Hậu kêu tôi lấy tờ vé số đưa anh và anh đưa ông Tến dò dùm. Khi ông Tến dò chúng hô lên, anh Hậu chúng độc đắc rồi, tôi mới từ nhà sau ra xem và lấy tờ vé số. Ông Tến đưa vé số cho tôi, chứ tôi không giật như ông Tến nói. Luật sư bảo vệ cho ông Dữ, một thành viên hội đồng xét xử và đại diện viện kiểm sát cùng đặt câu hỏi với bà Phỉ là có bằng chứng gì chứng minh cho lời trình bày của mình. Lúc này, bà Phỉ cho rằng việc được tặng vé số là nghe chồng kể lại, còn việc nó ở trong cái cống của nhà mình trước khi được đưa ra dò chúng thì bà không có bằng chứng nào. Trả lời luật sư nguyên đơn về tình trạng tâm thần của ông Hậu, bà Phỉ cho biết chồng bị tâm thần từ nhiều năm qua. Trước phiên xử phúc thẩm, ông Hậu được xác định là mắc bệnh tâm thần trước, trong và sau khi xảy ra vụ trúng số độc đắc. Luật sư hỏi lời kể của ông Hậu về việc được tặng vé số, có tin tưởng được không? Bà Phỉ đáp, người tâm thần thì có lúc bình thường, có lúc lên cơn, chứ đâu phải lúc nào cũng vậy. Đại diện viện kiểm sát cũng đặt vấn đề về tình trạng tâm thần của ông Hậu và tính pháp lý khi bà Phỉ làm đại diện pháp lý cho ông Hậu trong phiên phúc thẩm, ông Hậu vắng mặt. Tuy nhiên, lúc này chủ tọa đã cho tạm dừng phiên xử vì đã hết giờ làm việc. Ban đầu ông Dữ tố ra công an. Trước khi tòa dân sự giải quyết thì ông Dữ có đơn tố cáo vợ chồng ông Hậu đến công an. Sau khi xác minh, ngày 29 tháng 9 năm 2017, Công an thành phố Cà Mau đã có báo cáo cho Công an tỉnh. Theo đó, qua xác minh ban đầu cho thấy tờ vé số thuộc sở hữu của ông Dữ và vụ việc có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do số tiền là 2 tỷ đồng nên hồ sơ được chuyển lên cho Công an tỉnh. Tuy nhiên, sau đó cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau kết luận đây là vụ việc dân sự và sau đó đã chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân thành phố Cà Mau giải quyết.